Trời ơi, hôm bữa đang đi du lịch chơi vui vẻ vậy á, tự nhiên ông Sơn dắt theo con nhỏ bồ. Đẹp thì có đẹp đó, nhưng mà cái mặt nó lúc nào cũng một đống, nhìn thấy phát ngán luôn. Vậy hả? Bởi vậy, tối hôm đó em qua ngủ với chị rồi, chị còn muốn gì nữa hả? À, thì ra là vậy, ganh tị đó nha. Sao mà ưu ái cho bà Diễm quá vậy? Vậy còn Hồng này bỏ cho ai đây? Bà muốn không? Tôi nhận ông Sơn cho bà đó. Thôi được rồi. Thôi, nhưng mà người ta có bạn gái rồi, mất vui rồi bà ơi. Biết rồi, nói hoài à. Bởi vậy, hôm nay tôi mới giới thiệu trai mới cho hai người đẹp nè. Dạ thì không già, còn trẻ thì qua rồi. Nếu mà nó sức khỏe đó hả? Ok. Sao? Cần khẳng định luôn không? Không cần. Đến với nhau là đủ rồi, đâu có cần lý lịch làm chi cho mệt. Ủa mà tên gì vậy? Tên Khánh. À. Trời ơi, mới nhắc nó tới kìa. À? Mày chết linh lắm á. Ui, vô đây. Chào mọi người. Mày khỏe hả mày? Khỏe. Dạ. Chào. Giới thiệu với mày, đây là Diễm, đại gia kinh doanh giải ở chợ Tân Bình. Chào Diễm. Chào Khánh. Wow, bàn tay anh mềm quá. Đàn ông mà có bàn tay như vậy á, chắc là làm khổ nhiều phụ nữ lắm đây. Thôi, trời ơi, mới gặp tôi tướp à. Giới thiệu mày, mỹ nhân này tên là Hồng, đại gia của ngành thuốc tây đó. Chào Khánh. Chị. Giới thiệu hai người đẹp, đây là Khánh, hoa dương của cuộc thi người đàn ông thanh lịch 2008. Wow. Hai gì ta? Hai người đẹp nhắc mày nãy giờ đó. Mà tao nhìn Diễm thấy quen quen, hình như gặp ở đâu hai ba lần phải không chị? Đồ quỷ không? Đừng có kêu chị, kêu tên đi. Đúng rồi, Khánh gặp Diễm ở quán Mimi đó, ngồi gần ở cửa ra vào đó. Nhưng mà lúc đó Diễm không có nhảy, chỉ ngồi uống nước ngọt thôi. Diễm nhớ mà. À đúng rồi, gặp rồi, gặp rồi. Nhớ gặp chưa rồi. Diễm nó kết mày đó, quên mất. Bữa nào rủ Diễm đi nhảy đi. Mày vô duyên, tao biết nhảy đâu mà rủ mày. Dễ lắm, để Diễm chỉ cho. Chỉ chừng hai lần thôi là biết liền hả? Hai lần đó. Cà phê đá đi em ơi. Dạ. Ê, bà Diễm có vẻ kết mày rồi đó Khánh. Mày nhà vô đi. Bà đang phòng không chiếc bóng, đang có nhu cầu tìm một chàng trai trẻ gửi ấm trái tim. Bà hào phóng lắm đó. Bà hào phóng sao mày không vô đi? Mày kêu tao. Nghề của tao là giữ mối quan hệ với mọi người, tao đâu thể nào kết riêng với một bà nào được. Mấy bà này là khách ruột của tao. Bà Diễm thì ly dị chồng 2 năm, còn bà Hồng thì bà bị phụ tình nên bây giờ bà hận đời. Bà quen lung tung để trả thù. Mày đừng có rớ với bà Hồng nha, mệt lắm đó. Ờ mày, bà Diễm có quen ai chưa mày? Lúc trước thì bà có quen cái thằng dạy nhảy, bà cưng nó lắm, sắm cho nó chiếc SH nè, mua toàn đồ xịn, dắt đi chơi nước ngoài. Nhưng mà giờ bà xù rồi. Sao xù? Tại thằng đó nó không biết chiều phụ nữ nên bà chán. Mày nhào vô, tao chỉ cách cho. Tối mai đi với tao, tao sẽ chỉ cho mày cách tiếp cận bà. Tiền cũng có một xu dính túi mà mày đặt chơi với mấy bà đại gia. Chán mày quá, mấy bà đâu có cần tiền. Quan trọng là mày phải biết chiều mấy bả là được rồi, hiểu chưa? Ủa, anh về hồi nào vậy? Anh ăn cơm chưa? Không cần uống gì ở đây hết á. Sẵn có cô ở đây tôi nói cho cô biết luôn, bắt đầu từ bây giờ tôi không sống ở đây nữa. Sống ở đây có khi dễ tôi, cô bắt tôi phải đi làm. Có người muốn nuôi tôi sướng gấp 10 lần. Tôi đi để cô khỏi khi dễ tôi nữa nghe. Anh đi đâu? Tôi đi đâu cần gì cô phải biết. Cô chỉ cần biết là tới chỗ đó tôi có nhà lầu, xe hơi, có người cung phụng tiền cho tôi xài. Còn ở nhà này, ở với cô, tôi được cái gì? Cô khi dễ tôi, cô bắt tôi phải đi làm, mệt cái tấm thân tôi không? Anh là đàn ông mà có thể ăn nói như vậy, không biết bắt cỡ sao? Đó, thấy không? Đó. Tới giờ phút này mà cô còn mở miệng khi dễ tôi nữa hả? Tôi đi cho cô sáng mắt nghe chưa? Anh ăn nói vô trách nhiệm như vậy hả? Anh thích ở thì ở, thích đi thì đi. Còn bé Hạnh thì sao? Cô nói cô giỏi mà, thì cô nuôi con đi. Tôi lo không nổi, thân tôi còn lo chưa xong, lo gì tới con. Chào cô. Ba ơi, ba đừng đi mà ba. Ba ơi, ba đừng đi mà ba. Ba đừng bỏ con mà ba ơi. Ai ba ơi. Còn ở nhà với mẹ ngoan nha.